Hello anh em, ok anh. Rồi ok, giờ anh em mình sẽ bắt cái con cầu và lắp hộ anh trai cái đôi chắn bùn nhá. Hôm nay thì lại đang tận cảnh lắp cho anh trai cái đôi chắn bùn inox 304 hàng dập máy nhá. Các bạn dập máy, các bạn chỉ nhìn vào cái hồ này các bạn biết là có dập máy hay không này. Dập hết luôn. Mình đố các bạn ở Việt Nam tìm thấy đơn vị khác ngoài đơn vị nhà mình ra có loại dập máy như này. Đây là dập máy 100% inox 304. Một số công trên mạng các bán mà là dập máy không, dập máy chó đâu không, dập máy không, toàn dập máy linh tinh. Đây mình dập máy nha các bạn nhá. Có hồ ở đây này, đúng xịn theo xe này. Còn công mà làm thẳng tưng đấy là các bạn gầu bằng tay thôi, không phải dập máy. Đây mới là dập máy nhá. Đấy, một công cứ bảo trên mạng mà dập máy, nhưng công có nói rõ với người ta dập máy như này đâu. Đây là dập máy này. Đấy, các bạn nhìn vào hai cái điểm này này, nó gồ lên này. Nó mới đúng là dập máy này. Đây là dập máy này, gồ hẳn lên luôn này. Đấy, các bạn biết này, nhìn này, giống hết 100% zin luôn này. Dập máy 100% này, cong veo luôn này. Đấy, còn các bạn mà làm phẳng thì không phải dập máy nhá. Đây hôm nay thì đang lắp cho anh trai cái gương tròn đinh rút tán gen, và cái thứ hai là lắp cho anh trai cái đôi chắn bùn inox trước. Đây đi cầu bạc độ rất đẹp các bạn nhá. Đó các bạn ơi, con nào lên xe thì cũng căng đét luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, hôm nay thì hai anh em đang lắp, tự tay tháo lắp các bạn nhá. Đây, ok các bạn, rất là ngon luôn. Đấy, hai anh em sau khi tháo xong thì các bạn lấy tận dụng cái cao su cũ đưa sang đây là vừa khít nhá. Đấy, không cần phải chế cháo luôn. Đây đang bắn tay cầu. Ok cho anh em, giờ mình sẽ sang hỗ trợ bắt tài bắt cái bên kia. Bắt cái bên kia thì rất đơn giản thôi, anh em chuẩn bị cho mình hai cái vật dụng cà lê 10 và T10. Các bạn tháo chưa đầy 5 phút xong luôn. Đấy, các bạn sẽ tháo 17 con ốc này. Các bạn đưa cà lê vào đây các bạn tháo đây. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn tháo hai vít này. Nói chung là tháo tầm 3-4 con vít 10 thôi. Là nó ra là chẳng bùn, rất là đơn giản. Thì xe anh trai mới lấy thì ra là nó cũng rất là mới. Ốc áp nó vẫn còn mới vậy. Đấy, các bạn tháo mấy đốc rồi nè. Bạn sau thì bên mình bắn cho anh thôi, rất đơn giản luôn. Đó, ok nha các bạn nha. Đó, gương tròn các bạn này. Tháo một đoạn cái ốc 10 ra nha các bạn nhá. T10 giảm 10 các bạn đánh lái vào trong này, các bạn để tháo ra hơn rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn nhấc phân ra luôn này. Đó các bạn thấy không? Các bạn đừng nhấc phân ra luôn, thế là xong. Anh ơi, tí lắp vào đánh lái ra nhanh hơn. Đánh lái bắt ra nhanh hơn. Chúng ta đánh lái các bạn nhá. Đấy, các bạn trò 4 ốc này, 4 ốc vừa kíp 100% luôn. Bôi mới chung, thấy nhanh, tội gì. Đấy, các bạn nhá, sấy vừa khít 100% luôn. Đấy, các bạn đéo, vừa khít 100% luôn. Đánh lái thôi. Đánh lái từ bên nọ sang bên kia thôi. Ví dụ như bên phụ thì các bạn đánh lái vào bên trong, bên lái các bạn đánh lái ra bên ngoài. Nắp đây chưa đầy 10 phút thôi. Đây, hai anh em đang nắp nốt cái rồi sấy đi anh. Hai anh em đang sấy nốt cái này ra để bắt cái chắn bùn, cái lỗ chắn bùn này nhà mình vừa khít luôn các bạn nhá, không cần chế cháo nhá. Lỗ chắn bùn là vừa khít 100% luôn. Mọi thứ này nó vừa đến 99% các bạn nhá. Xe ở Quân béo độ nhiều anh nhờ? 2 đô. Thế anh? Cách luôn đây đúng không anh? Tội gì phải mua nhựa gì đúng không? Chơi đốc luôn cho bền. Mang ấy để đi cho xe đi nào cai luôn, đi bán mẹ luôn. Đáng chừng lắp đào. Ông về, ông cội về, ông đéo cầm về. Khi nào vất ra cho em? Cầm về để gửi chúng bán không ạ? Được, không sao. Không quan trọng vấn đề đấy. Đấy, tất cả mọi thứ là vừa khít 100% các bạn nhá. Từ con ốc đến chắn bùn là nhà mình làm là đã mọi người dập máy hàng theo xe nó phải vừa khít 100% ốc luôn, ốc vừa luôn các bạn nhé, ốc để chắn bùn vừa 100% luôn. À, ok cho các bạn rất là ngon luôn. Sản phẩm này nhà em mới đúng là sản phẩm dập máy đấy. Còn sản phẩm trên thị trường mà nó quảng cáo trên mạng toàn là hàng có bằng tay hết. Anh bảo nhìn vào cái này này. Anh nhìn vào cái này này.
nó nồi lên như này mà nó mới dập máy này. Còn nó mà không nồi được lên như này là toàn bộ gò bằng tay hết. Và là inox gọi là inox pha, ở đây đúng là 304. Keo silicone nữa, ôi hết rồi. Cái xe em à. Cùng hết luôn rồi. Em sang bên cạnh nhà xem còn không ạ? Đây là bên này này. Ừ. Ngon luôn. Ok anh nhá, ngon đấy. Rồi, tuyệt vời. Đây các bạn nhá, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái này các bạn biết là dập máy không này, xịn này, nó gồ lên này. Đây, nhà mình này, gồ lên này, nằm đấy đúng là dập máy nhá. Còn anh em mà mua ngoài thị trường mà nó thẳng tưng chỗ này là gồ bằng tay, không phải dập máy. Còn đây mới đúng là dập máy. Đấy, dập máy các bạn nhìn này, nó gồ lên này, gồ lên gần mấy phân bằng luôn đồ tây luôn này. Đấy các bạn thấy không, gồ lên này. Ok cho anh em rồi, giờ mình sẽ lắp các bạn nhá. Thế là cuối cùng là xong nha các bạn nhá. Đấy, hai anh em lắp trong vòng chưa đầy 10 phút là xong rồi, chắn bùn trước các bạn nhá. Ở đây đôi chắn bùn sau đây, anh trai cùng lấy nhà mình đây. Đấy các bạn nhá, chắn bùn sau. Đó, trước sau thì cũng rất đơn giản thôi. Đấy, ok cho anh em. Chắn bùn sau thì ông nội anh lấy về nhà anh lắp rồi. Ở đây chắn bùn trước hôm nay anh qua gửi anh lắp. Đó, ok cho anh em. Bôi mỡ trơn anh ạ, bạn. Đấy, cuối cùng thì là xong nha các bạn nhá. Ok cho các bạn, giờ mình sẽ đây, giờ mình sẽ anh em bật đèn mi đi anh, bật đèn mi đi anh. Đây, trước sau này các bạn nhé. Đây, ok, bi cầu led các bạn nhá. Đây, cái chai độ của bi cầu ấy rất đẹp luôn này. Mấy triệu anh, đôi này mấy triệu anh? Mua được rồi. Ô à, xe có chủ trước có luôn rồi anh. Rất là ngon luôn. Đây anh có bao nhiêu đâu? Triệu mốt cộng với 300 triệu tư thôi anh. Bỏ lắp cái gương kia. Gương kia nhưng mà không bán được. Gương kia không bán được chứ em bán ngay. Em làm ngon rồi, khít khít rồi. Ok, thank you anh, chào anh nhanh. Ok ok anh, ok. Thank you anh trai nhá, rất là nhanh chóng luôn. Giờ anh trai đóng lên Lào Cai các bạn nhá. Đấy, giờ đóng thẳng lên Lào Cai luôn này. Ok anh. Thank you anh trai rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em.